Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape from mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone? Been months of buffing the bushes and faking the butterflies. Wake up. Cho đến ngày hôm nay cho các bạn trẻ lên duyên chồng vợ, và ngày lúc này đây những nghi lễ lịch và sang trọng của gia đình chú rể Mạnh Cường đã được dâng lên để cùng xin giúp cô dâu thanh xuân của chúng ta trở về phía bảo tàng nhà trang Tân Hiệu cùng long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn. Ban tổ chức chúng tôi xin phép được liên tục truyền tải thông điệp của tình yêu cũng như đã làm cho đến ông tân bà hài, đã làm cho cô dâu và chú rể trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ thật nhanh chân dạo bước trở vào trong nhà, lựa chọn cho mình vị trí và chỗ ngồi ưng ý nhất để ban lễ tân của gia đình hôm nay được tiếp nước mời chào quý vị. Và thưa quý vị, với tấm lòng nồng hậu mến khách yêu người của người dân Chí Linh Hải Dương chúng tôi, trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lựa chọn cho mình những hàng ghế thật tuyệt vời và cùng tự nhiên uống nước xây chầu, cùng chứng kiến buổi lễ thành hôn, buổi lễ vô quy của cô dâu thanh xuân danh mai cùng với chú rể Mạnh Cường sẽ cùng long trọng diễn ra ngày 6 ít phút nữa. Trân trọng được quý chị này và trân trọng được cảm ơn. Và thưa quý vị, đoàn tiệp hồng thì tung cánh bay xa, bồng sông bồng dày hai nhà từ đây thuận lòng mong ước mong ngày hôm nay hãy hòa tràn đầy liều. Khi mà các quý lại đến chiếc nhà đầy giờ đất hoa quả thức bao trà đầy người xơi trai khi lắc tuổi đời mỗi đời xưa bao chén cho con rồi chú rể vui lòng em muốn cho sông và đất liền thế thì lại kiểu huyền đồ ra mà không gì sẽ kẻ bồn lan các cửa giải hiếp mời nàng sang chơi. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức vị cay của trầu, vị lồng của môi và cùng trở về với đồng mới nước và trò ân tình với ekip nhất là chương trình chúng tôi. Xin phép được đón lời gia đình trong buổi sáng hôm nay và ca khúc được mang tên Khách đến chiếc nhà. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và lắng nghe.
cùng với một chút bụi đường, cũng bởi vậy một lý do duy nhất đó chính là cùng bày hưởng hơi ấm của tình yêu, cùng trở về hoa nỉu chúc một phút lứa đôi cho cô dâu thanh xuân sánh vai cùng với chữ Mạnh Cường trong buổi sáng ngày hôm nay để tỏ lòng cảm ơn cũng như ra mắt quan viên bốn họ. Xin mời cô dâu chú rể có một cánh nghi bình ra mắt, cánh nghi bình xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn lên quý vị ơi. Kính thưa toàn thể các vị khách kính kính mến, tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Ngoài trong mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có một trái tim để yêu thương. Và trong mỗi con người chúng ta, ai cũng mong muốn tìm một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay, cô dâu Thanh Xuân lựa chọn được chú rể Mạnh Cường chính là một nửa trái tim yêu thương, một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Đám cưới ngày hôm nay long trọng diễn ra, có thể minh chứng cho lời thề cao nhất của tình yêu. Và thưa quý vị, cưới hỏi cũng một nét văn hóa tuyệt vời của người dân Việt Nam, được lưu giữ từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về tầng sau nữa. Đây cũng là cơ hội để cho tất cả những người thân yêu của chúng ta được trở về quây quần bên nhau, dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Và thưa quý vị, ngày hôm nay nhằm ngày 10 tháng 10 năm 2020, tức ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý, lấy ngày vàng tháng ngọc năm Kim Cương, cũng là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày bông tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho cô dâu Thanh Xuân cùng với chú rể Mạnh Cường lên duyên chồng vợ. Và ngày cũng là chính thức hai gia đình, hai chính quyền địa phương cùng long trọng tổ chức buổi lễ vu quy, buổi lễ thành hôn để chúc mừng phúc cho cô dâu Thanh Xuân cùng với chú rể Mạnh Cường kể từ ngày hôm nay chính thức lên duyên chồng vợ. Và thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu nữa, thêm mặt cho pháo vé, tôi chính thức được trình trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của cô dâu Thanh Xuân sánh duyên cùng với chú rể Mạnh Cường được long trọng tổ chức tại từ già số 1 của gia đình ông Tân Bài trên mảnh đất thành phố Chí Linh như dấu, chính thức xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, lúc nào hoa hết gửi gọi bình minh tới, cũng là ngày cưới của đôi ta, để cho cánh chim bay khắp dải ngân hà, chân chỉ cùng trở về xây tổ ấm. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một tiết trời của mùa thu rất là tuyệt vời, một không khí vô cùng ấm áp dễ thương. Và quý vị với tình cảm lòng đàn thân thương cùng trở về, chúc một phúc lứa đôi cho cô dâu Thanh Xuân cùng với chú rể Mạnh Cường. Hơn hết những làm chương trình chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tự nhiên hướng nước xây chầu và cùng hướng mắt về phía sân khấu, cùng nổ một tràng pháo tay to lớn cùng chào đón hai vị trưởng đoàn. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình con đàn nhà trai cùng với con đàn nhà gái sẽ bước lên sân khấu để có ý kiến và ngọc phát biểu xin dâu nhận dâu. Trân trọng được kính mời. Xin mời bác trưởng về sân khấu đó. Và xin mời ạ. Và xin được trân trọng kính mời hai thân gia và hai gia đình ạ. Xin mời các bác trưởng về sân khấu. Và xin mời mẹ của cô dâu sẽ lên sân khấu ạ. Kính thưa toàn thể các vị khách kính kính mến, đúng là trong khúc sông đổ dồn về một bến, mà Cường chẳng yêu sân Cường đến chi đây, đấy mới đầy không xây mà buộc, xuân với Cường chia trước mà xây, gặp nhân này mời người xây nước xây chầu ta bắt đầu câu chuyện nhân duyên. Thưa quý vị, để bắt đầu cho câu chuyện tình yêu, câu chuyện nhân duyên, câu chuyện thông gia giữa phía gia đình, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến phút giây tuyệt vời này, để cùng biết mặt biết lòng đúng không ạ? Hai bên gia đình thông gia sẽ ra mắt quan viên bốn họ tám nhà. Và thưa quý vị, đúng là thiệp hồng thì tung cánh bay xa, mừng sâu mừng dày hai nhà từ đây thỏa lòng mong bước mong ngày hôm nay hay họ tràn đầy niềm vui, mà đúng là lớp nhạc hân hoan mừng dày thảo nhà trai phấn khởi đón dâu hiền. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến cái bắt tay đầu tiên ạ. Và xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng bắt tay và hai bác thông gia sẽ bắt tay nhau ạ. Và hai bác thông gia đó ạ.
hai bác trai ạ, hai bác gái ôm nhau một cái được không? Đồ một chàng bắt thật lớn đây quý ơi, xin cảm ơn. Cảm ơn, và ngay sau đây trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ý kiến và Ngọc phát biểu xin dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho phía con là nhà trai thân yêu. Đúng là dâu già như giường với bề với bờ bên bông nhờ rể bên chờ cho dâu. Trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện hoặc nhà trai đó. Của ông, của bà, anh em nội ngoại của hai gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu, trước tiên tôi xin tài truyền cho họ là thai, kính chúc sức khỏe các cụ ông và anh chị em của gia đình. Sao còn không chịu bàn sao? Vâng, kính thưa quý vị, đúng là con cha thì như núi mái sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho trò chi hiếu mới là đạo con. Mà nước biển đông không đồng đầy tình mẹ, mới trẻ lào lòng không ngủ kín con cha. Vì con cha mẹ cháu già, ân sâu nghĩa lạc như là biển đông. Hôm nay lên vợ thành chồng thì không thể thiếu được công ơn của mẹ thầy. Quý vị đang chứng kiến phút giây vô cùng tuyệt vời với tình cảm của những người làm ba làm mẹ. Vâng, xin mời cô trở lại ạ, xin mời bác trở lại chụp ảnh kỷ niệm ạ. Vâng, xin mời những ảnh gia sẽ cùng tác nghiệp đi ạ. Và dành một tràng phát tay thật lớn dành tặng cho bố mẹ cô dâu được không? Anh xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo và tổ chức trân trọng kính mời phần quà đến từ Bắc Phúc. Cảm ơn rất là tuyệt vời của Bắc Phúc với một tâm tháng rất ý nghĩa đến từ em trai của cô dâu. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, và xin trân trọng kính mời em xin trân trọng kính mời cô dâu chính thể sẽ trở lại sân khấu để chụp ảnh lưu lượng cùng với bạn bè của mình. Và xin trân trọng kính mời toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên của cô dâu thanh xuân. Xin mời quý vị sẽ thật lòng trông trở về sân khấu đi lưu niệm dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Bảo MC làm. Bảo MC đó. Kính thưa toàn thể các vị khách quý mến, chương trình tường thuật trực tiếp của lễ vu quy của cô dâu thanh xuân sánh riêng cùng với chú rể mạnh cường kéo dài 6 phút đã thành công tốt đẹp. Anh em những làm chương trình chúng tôi xin phép được gửi lời cho ông thân và hài, đó là cho cô dâu cùng với chú rể xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới toàn thể trên các hồ công các bà các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên như đồng nghiệp như là đồng môn của hai gia đình đã không quản ngày đường xá xa xôi bất chấp thời gian trở về an toàn uống nước dây trầu chứng kiến buổi lễ vô quy của quân dân Thanh Xuân say may cùng với chú rể mạnh cường trong buổi sáng ngày hôm nay. Mà thời gian thì còn rất là dài, sau khi xin dâu xong thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển ra phía ngoài nhà hàng Liên Liên để dự tiệc mặt trong mùa cùng với bạn bè gia đình và kính chúc quý vị có một bữa tiệc sáng thật ngon miệng vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Trân trọng được cảm ơn và trân trọng được kính mời. Thương hay kinh tế. Không, cháu sẽ làm bên an ninh.